Hello everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là tiếp tục test game thôi, chuyên mục test game của mình. Hôm nay mình sẽ test Free Fire. Test Free Fire trên con Samsung A10 nha. Và đây là con Samsung A10 nha anh em. Ok, trước khi test game thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ về con này. Con này hiện tại đang bán trên toàn hệ thống viễn thông A mình là giá là 3.090.000. Con này thì màn hình giọt nước 6.2 inch, công nghệ màn hình IPS LCD HD+. Hệ điều hành chạy hệ điều hành Android 9.0, chip Exynos 7884 nhân. Tốc độ CPU 1.6 GHz. Đồ họa là Mali G71MB2. Con này thì RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, có khéo trở thành nhớ lên 512GB, pin là 3400. Con này thiết kế nguyên khối nhựa 168 RAM, con này thì cầm rất là nhẹ luôn nha anh em, chỉ có 168 RAM thôi, pin là 3400. Ok, hôm nay mình sẽ test Free Fire trên con RAM 2GB, bộ nhớ 32GB và chip Exynos 7884 nhân. Con này thì mình có test búp cũng như liên quân. RAM 2GB, chơi game thì nói chung là cũng tạm ổn. Ok, max setting L. Con này giá là 3.090.000 nha anh em, 3.090.000. Mình cũng nói từ trước rồi, với tầm giá mà dưới 3 triệu thì chỉ có dòng RAM 2GB thôi. Anh em có thể nghiên cứu con Samsung A10 nè, Vivo i91C, cũng như Vietmax Choi One LED RAM 2GB và con Oppo A1K là 4 con. RAM 2GB. Nói chung là anh em mua con này về xài cũng ok, chơi game được. Nó cũng có lắc nhưng mà nói chung mình vô trận mình chơi thì mình cũng cảm thấy nó ngon mà. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Retest nè. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi, mình tự bung dù luôn rồi. Trời má, cầm kiếm trời. Samurai quá. Hơi lắc một chút xíu. He, có súng rồi. Ok, mình chơi game thì không được hay nha anh em.
Có gì mong anh em chị bảo giúp mình. Bây giờ mình chỉ chạy trong cái vòng khu vực màu xanh là chắc mình sẽ không bị mất máu đúng không anh em? Cái mình chơi này mình thấy tự nhiên cái nó rút máu của mình không hiểu tại sao luôn. Mình đang tập chơi cái này để mình test cho anh em, test điện thoại cho anh em. Anh em ai mà chơi hay cũng như biết cái gì thì nhớ chỉ mình nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến để mình cải thiện tình hình chơi game của mình cho anh em coi cho nó vui mắt. Ủa dân chức thiệt luôn hả? Ừ. Lấy bà xuống làm nhân viên. Bà cần gì mà nặng dữ vậy? Mình đi mình kiếm máu thôi. Toàn thấy đạn không thấy máu đâu hết. Ở đây rồi. Không thấy một ai hết ta. Trời, còn 26 người nãy mình chưa bắn được ai luôn trời, tôi đâu hết trơn người ta. Con này mình test thì mình cảm thấy chơi nó cũng ok mà ta. Tầm giá này phù hợp với học sinh sinh viên và nhân viên như tụi mình. Ủa, không thấy ai luôn ta.
khóc không? Lấy khăn giấy cho nè. Buồn rồi. Quản lý của tôi buồn rồi. Ủa sao không có ai luôn ta? Hôm qua thì mình có test búp trên con Samsung A10 này thì sau đây là màu đỏ thôi. Sao nãy giờ mình không thấy ai vậy ta? Cái trò Free Fire này mình vẫn chưa nghiên cứu được cách chơi của nó. Mình đi ra khỏi vùng xanh luôn rồi á. Danger. Ủa sao có 3 vùng xanh, cam và đỏ. Không hiểu được. Gà mà còn test game nữa hả các bạn? Không, chỉ mình vô mình test cho anh em trải nghiệm thôi nha. Chứ đó giờ tôi có ngồi đâu. Khi nào 3-4 đơn tôi mới ngồi thôi, chứ có đời nào tôi ngồi đâu. Ủa tính ra nãy giờ mình không giết được ai luôn anh em. Nãy giờ mình chạy long nhong nhong mà. Bây giờ còn có 15 người, 50 người, bây giờ còn có 15 người trời. Anh em thông cảm nha, mình chơi hơi gà mà chuyển mình vô mình test game cho anh em trải nghiệm cùng với mình thôi. Nên có gì thì anh em thông cảm bỏ qua cho mình nha. Mình sẽ cố gắng trong thời gian tới mình sẽ chơi hay hơn, cải thiện tình hình để anh em được coi những trận bắn đã mắt chứ. Tính ra mình nãy giờ mình không thấy ai luôn trời. Mình đang test Free Fire trên con Samsung A10, giá là 3.090.000, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, được hỗ trợ 7 chip Exynos 7848 nhân, pin 3400. Nãy giờ mình vô mình test thì giật lắc cũng có, nói chung là tầm giá 3 triệu, RAM 2GB. Ủa đâu à? Không thấy luôn ta. À,
Tôi nhớ là ngày nào tôi cũng chào hết á. Vậy lúc nào chẳng để tay vô tim. Ủa đâu ta? Ok. Cuối cùng thì mình cũng đã chiến thắng trong trò chơi Free Fire rồi anh em ơi, anh em có thể thấy đúng không? Ok. Đây là lần không biết lần nói chung là dưới 10 ngón tay á, mình chơi thì ok. Lần đầu tiên mình đã đứng top 1 nha anh em. Ok anh em, mình vừa test Free Fire trên con Samsung A10, giá 390.000, được hỗ trợ bởi chip Exynos 7884 8 nhân, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Con này màn hình 6.2 inch, màn hình giọt nước. Pin là 3400. Thì anh em có thể thấy đúng không? Con này chơi giật lắc là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà mình cảm thấy giá 3 triệu mà chơi như vậy cũng là ngon rồi. Mình có thể đứng được top 1, giết được tất cả 50 người nha, 49 người. Ok, mình vừa test Free Fire trên Samsung A10 xong. Theo mình thì con này giá như vậy là ok rồi. Anh em có thể nghiên cứu điện thoại chơi game dành cho học sinh sinh viên và công nhân viên. Công nhân hoặc là nhân viên như mình. Ok, cảm ơn anh em đã coi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy hay thì đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình và đón xem những cái sản phẩm test game tiếp theo của mình. Còn nếu em cảm thấy không hay thì cứ comment cho mình sẽ tiếp thu ý kiến rút kinh nghiệm nha. Ok, cảm ơn anh em.